Xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Hôm nay thì tôi sẽ làm demo về cái món làm ruốc làm trà bông và hướng dẫn mọi người thay dao luôn. Thì đây sẽ có một cái máy xay giò chả mà hay bán cho mọi người loại chân bằng inox. Thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người về dụng cụ đi kèm, thì nó sẽ có những cái như thế này. Thì trước hết chúng ta sẽ lấy cái chữ T này chụp vào cái đầu dao này, chụp vào cái đầu dao ở bên trên. Và phần bên dưới mọi người lưu ý là sẽ sử dụng luôn cái này cũng được, cái thanh đập ruốc này hoặc là một cái thanh sắt nào đấy, có thể cắm xuyên qua một cái lỗ nhỏ ở đây. Mọi người nhìn thấy cái lỗ nhỏ này không, xuyên qua để chốt hãm lại không cho nó xoay. Thì bên trên chúng ta sẽ vặn, bên trên chúng ta cầm tay như thế này, vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra. Đấy, vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra. Sau đó chúng ta sẽ bỏ con dao này đi, dao này là dao xay, bỏ đi. Chúng ta sẽ sử dụng cái thanh đập ruốc, đập trà bông này. Chúng ta sẽ vặn vào, vặn vào thì mọi người lưu ý là vặn theo chiều kim đồng hồ nhé, xuôi chiều kim đồng hồ như thế này. Đấy, như vậy là đã vào. Chúng ta sẽ xay luôn, hướng dẫn mọi người luôn. Đây là chúng tôi đã có sẵn thịt nạc lợn ở đây và chúng tôi đã chế biến sẵn xong rồi. Thái hình thức thái to nhé, mọi người có thể thái to hơn gấp đôi như này cũng được, thì sợ nó sẽ dài hơn. Hoặc ngoài ra thì mọi người có thể là luộc qua với mắm với muối. Sau đó chúng ta sẽ cho hết tất cả các thứ vào luôn, đổ hộp vào luôn, để nắp vung lại. Mọi người có thể quan sát cái thành phẩm xay, nó sẽ từ đây có thể quan sát ở bên trong. Và lưu ý cái món này chúng ta chỉ xay khoảng tầm 5 cho đến 10 giây là đã rất là ok rồi. Mọi người chú ý nhé, nó rất là nhanh đấy. Đấy, mọi người thấy nó cực kỳ nhanh chưa? Rất là đơn giản, nhanh gọn nhẹ. Còn nếu mà muốn hơn nữa thì mọi người cứ tự bật. Nhưng mà bên mình chỉ hướng dẫn khách hàng ở cái mức là 5 đến 10 giây nó đã xong. Sau khi xong như thế này, mọi người đem ra xào khô. Xào khô với gia vị mặn ngọt tùy ý theo khách hàng. Thì đây là một cái video hướng dẫn anh chị làm trà bông, làm ruốc. Anh chị em có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu hơn về các cái dòng máy của bên mình đang có, vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên video hoặc vào website maythucphamhoangquan.com. Xin cảm ơn.